Bây giờ xin giới thiệu với khán giả giọng hát của Henie qua một bài hát ru ED cùng với tiếng guitar của Tiến Nguyễn. Mấy cái câu đấy nó có ý nghĩa như thế nào? Em có thể dịch sơ ra được không? Ví dụ như là ơ bắt ơ rôm thì nó giống như là một cái câu hát ru ơ bắt em ơi, ơi ngủ đi à? Vâng, em ơi ngủ đi, em nhỏ của chị. Mẹ đi lên rẫy, ba thì đi làm lo công việc. Bây giờ có chị về em, ru cho em ngủ. Nhưng mà hồi nãy em ru có buồn ngủ không? Hay là mắc cười? Bây giờ này anh sẽ có một cái thử thách cho em. Với cái bài này anh sẽ dịch ẩu thôi. Dịch ẩu nó sang tiếng Anh. Xong em hát được không? Vâng, vâng. Yeah. Em thử sức nhá. Ok. Wow, nhanh quá. Đau tím. Khó quá anh ạ. Cảm ơn Tiến Nguyễn. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ em. Vừa phải gọi là đạp phanh rồi tăng tốc. Cảm ơn anh đã rất là chịu khó. Dí theo em, cảm ơn anh rất nhiều.